Ly Tấn Quảng Nam mến chào anh em nha. Hôm nay lên cho anh em một bộ bánh bóm, bánh cài của bả anh em. Bánh này còn khá đẹp, còn nguyên hình, không móp méo gì hết. Con này chiều rộng đường kính của nó là 60 nè, đường kính 60. Con này đi đường ok luôn anh em, tại nó có cái gối này nè, đi nó ít cái vòng, vừa đi đường được, vừa đi đi cài đi sới bấm rất là tốt. Nhắc lại anh em là đường kính nó là 60, lỗ này lỗ 45, lỗ Kubota. Anh em nào mà có dân ma hay là Mitsu gì đó thì về làm cái cốt là chút. Còn nếu mà anh em có dân ma Mitsu mà lỗ lục giác, anh em cứ báo đi, mình làm luôn cho, mình làm luôn. Một cặp rất đẹp anh em. Anh em có nhu cầu liên hệ với Lê Tấn 0903003223. Mình ở Quảng Nam nha anh em. Mến chào anh em.